Các em thân mến, hôm nay thầy và các em tiếp tục tới bài số 3 của chủ đề vẽ trang trí, đó là bài tạo dáng và trang trí thời trang. Ở bài này chúng ta có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phần quan sát nhận xét. Vấn đề thứ hai là chúng ta xem cách tạo dáng và trang trí thời trang. Thì trong vấn đề thứ hai nó sẽ có hai mục nhỏ là cách tạo dáng và cách trang trí. Và cuối cùng là chúng ta có phần thực hành. Rồi vậy thì chúng ta sẽ nêu câu hỏi thời trang là gì? Thời trang đó là một lĩnh vực rất là đa dạng và phong phú, bao gồm nhiều thể loại thời trang khác nhau. Chúng ta có thể kể ra như thời trang về quần áo, thời trang tóc, thời trang về nhà ở, xe cộ, thời trang túi xách, vân vân. Thời trang làm cho cuộc sống con người sẽ thêm sinh động và đẹp, thú vị hơn các em. Thầy sẽ nêu một số câu hỏi cho các em để các em thảo luận. Nói về thiết kế và tạo dáng cho một cái màu áo thì chúng ta sẽ xem áo có cấu trúc ra sao, và chúng ta sẽ nêu một số chất liệu mà chúng ta biết. Cổ áo, tay áo, thân áo, vạt áo. Và ở đây thì cho các em xem một chỗ chất liệu vải. Sau đó chúng ta sẽ xem về màu sắc, họa tiết có ở trên áo rất là đa dạng phong phú. Và chúng ta qua tới cái phần 2, cách tạo dáng và trang trí thời trang. Ở cách tạo dáng, chúng ta sẽ tiến hành các bước. Đầu tiên là tìm dáng chung. Và chúng ta sẽ kẻ trục và tìm tỷ lệ các bộ phận cổ, vai, thân, tay và áo. Sau đó chúng ta vẽ nét thẳng của áo. Sau đó là chúng ta sẽ vẽ chi tiết. Phần váy cũng thế các em. Thầy sẽ cho các em xem một số những trang phục đã được trang trí đẹp.
Đây là cái cách chúng ta trang trí một cái mẫu áo ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm bố cục, sắp xếp họa tiết và chúng ta vẽ chi tiết. Sau đó là chúng ta sẽ vẽ màu. Thầy cho các em xem một số những cái bài vẽ của các bạn. Và chúng ta qua phần 3 là cái phần thực hành. Em hãy tạo dáng và trang trí một chiếc áo hay quần theo ý thích. Chất liệu của em có thể là chất liệu tự do. Về phần chúng ta làm bài ở nhà thì các em hoàn thành bài vẽ và chuẩn bị bài tiếp theo. Về nhà các em sưu tầm tài liệu trên ảnh có liên quan tới bài học. Và sau đây thầy mời các em xem một cái video clip hướng dẫn chúng ta có thể chúng ta tạo ra được một cái sản phẩm trang phục thời trang đẹp. Thì chúc các em làm bài tốt. Thank you.